Hello, chào mọi người đã đến kênh Đỗ Thành Thái. Và có nhiều bạn lên nhắn tin cho mình hỏi về cách nhận biết rồng Nam Mỹ đực tới mùa. Và cách thứ nhất thì các bạn xem về cái phần màu sắc. Ví dụ như con ghim này thì cái màu sắc của nó xanh như vậy, thì tới mùa nó sẽ chuyển sang màu cam, cam như cái giò gì nè, cam rồi nó cam sáng hơn, đậm hơn. Và các phần gai rồi nó cũng vàng hơn nữa. Cái mình nó cũng chuyển sang màu vàng, màu vàng nhiều hơn màu xanh. Đó. Và tới mùa thì các em đực nó sẽ tranh giành lãnh thổ. Nó sẽ hung hăng và yếm lúc nào cũng bung. Lúc nào cũng bung như thế này và nó sẽ ngầu, rất là ngầu để tranh giành lãnh thổ. Ngày bình thường thì nó mình bắt ra mình cho nó kè, nó mới kè chứ bình thường nó không kè đó. Thì các bạn nên nhớ phần phần đó ha. Mình nói nó tới mùa nó hung đây không phải là nó hung mà các bạn nghĩ là nó dữ, thì các bạn không phải, các bạn sợ nói nó dữ quá rồi sợ. Cái con rồng á, nó hung á, là những con đó nó sẽ, các bạn nuôi nó sẽ có cái lợi thế là nó sẽ ít bệnh hoạn mà nó đẹp, nó bung yếm, nó ngầu, màu sắc nó cũng đẹp. Nó thường thường ta gọi là rồng ngầu, nhìn nó ngầu, nó bung yếm. Đó là cái phần về đẹp. Các bạn nghe nói hung thì các bạn sợ gì? Thật sự không phải hung mà nó lại các bạn nghĩ nó sẽ như mấy con mà hung bị cắn có độc, con này thì nó không có gì hết. Những người nuôi á, khi mà rồng Nam Mỹ người ta nuôi mà nó muốn cắn người người chủ á, thì người ta sẽ biết hết trơn, không thể nào mà những người mà nuôi lâu năm mà để cho nó cắn hết. Có người thì cũng có bị cắn nhưng mà số ít. Nó bình thường rất là hiền, nó muốn cắn thì nó cắn à, tại vì là động vật mà đâu phải như con người mình đâu, cho nên muốn cắn thì cắn thôi. Rồi thì cái này đi ra ngoài, đem ra ngoài săn cho nó đứng trụ. Ừ, leo lên đi, một cắn nha. Ta cũng nhát lắm, không có cắn khơi, dụ gì dụ cắn nó sợ lắm đó. Tự quay luôn, tự quay tự diễn. Em này thì hoàn hảo, không có lỗi. Mà có bữa đó mình sơ ý, mình thả cái con này vô một cái cho nó phối, nó rượt một cái thì sao mà nó lột lột cái, nó lột cái ngón giò vô cái kẽ chuồng, thành ra đứt cái ngón giò đây, đứt cái ngón giò mắt móng luôn, còn cái cùi không ra, không ra móng được, thành ra thành con lỗi. Bình thường thì em này rất là ngầu, những ngày bình thường cũng ngầu mà tới mùa cũng ngầu, nó thường hay bung yếm đó.
Nãy giờ nghe mình nói chuyện nhắm mắt luôn ngủ. Rồng thì cho đứng trụ thì hết sảy, đứng trụ để ngắm, ngắm dáng dốc màu sắc, đây đuôi của nó đây. Mở mắt ra chụp bôi coi. Và mọi người có biết con này là con gọi là dòng gì không? Đây là dòng Honduras. Cái con Honduras á, thì nếu như con này á, cái sọc dưới bụng gì nè, mà cái sọc của nó lên tới trên lưng luôn, nó lên gì nè, mỗi sọc lên gì nè đó, thì nó sẽ rất là đẹp, nó đẹp mà giá trị cũng cao nữa. Mà con này thì nó không có sọc, sọc ít chứ không phải không có sọc, và cái phần đầu của nó sẽ bạc. Nó đu gác phần đầu sẽ bạc và nó sẽ không có gai, không có gai mũi. Yếm của nó cũng có màu đen nè, Honduras. Và nó sẽ có ánh blue, ánh blue của con rồng Nam Mỹ, con blue. Cái ánh blue là cái màu này nè, nè các bạn thấy không, cái màu xanh xanh dương, cái lộn xanh da trời chứ nè, nè đó, nó hơi xanh da trời. Rồi, kết thúc video tại đây nha các bạn. Nhớ đăng ký giúp mình, nhấn chuông, like, share. Xin chào.